Người ủy thác là người lớn lên tại tỉnh Saki, thành phố Sasebo, gia đình Tanaka. Một nhà bốn người với hai đứa con nhỏ, vui vẻ hòa hợp với nhau. Căn nhà của gia đình Tanaka là căn nhà cũ từ thời các cụ để lại 30 năm trước. Nơi này từng kinh doanh nhà trọ. Cho đến ngày nay, trong nhà vẫn còn những dấu vết năm đó để lại, là nỗi băn khoăn của gia đình hạnh phúc này. Trong đó có một nơi nguy hiểm nhất chính là nhà tắm dưới tầng dốc đứng này. Người mẹ nói, tôi và con đã vài lần bị ngã ở chỗ này. Lúc đó mang bầu nhưng may không gặp nguy hiểm. Đó đã là điều vô cùng may mắn rồi. Cô hy vọng một nhà bốn người có thể vô lo vô nghĩ, an tâm sinh sống. Vì nguyện vọng bức thiết như vậy, nhà thiết kế Hironobu Takahashi vội vàng đi đến nơi. Không biết mọi người còn nhớ ông ấy hay không? Ông đã khiến gia đình các cháu phải ăn cơm trên cầu thang, cải tạo thành một căn phòng cả nhà 7 người có thể thoải mái cùng nhau ăn cơm, khiến các con có thể thoải mái ăn uống, thưởng thức tay nghề của bà ngoại, khiến bà ngoại trong lòng ngập tràn vui vẻ, nhìn con cháu vui vẻ trưởng thành. Hạng mục lần này là đạo diễn nhà ở sống động, kỳ cũ nhất. Chúng ta cùng nhau xem nhé. Nhà thiết kế dưới sự chào đón nhiệt tình của vợ chồng Tanaka, lập tức bắt đầu xem xét thực tế. Đầu tiên đến với căn phòng hai đứa con thường chơi đùa. Có hai căn nhà thông với nhau làm khu vui chơi. Không nghĩ đến cửa sổ vô cùng thấp. Mặc dù là ở lầu 1, nhưng nếu thò đầu ra ngoài thì đây không khác gì vực sâu, vô cùng nguy hiểm. Nhà thiết kế vô cùng lo lắng. Hóa ra nhà của Tanaka được xây dựng ở sườn dốc. Phía trước căn nhà nhìn có vẻ như lầu 1, nhưng đến đằng sau lại cao lên 2 mét. Vấn đề lớn nhất vẫn là lợi dụng con dốc để xây dựng nên nhà tắm dưới tầng hầm. Phía dưới có một tấm khăn mỏng nhỏ che lối vào nhà để xe. Trần nhà cao một cách lạ thường, bốn phía đều trống vắng yên ả. Dùng mình từng cơn ớn lạnh, bồn rửa mặt ở trên bậc, chỉ cần bất cẩn té xuống sẽ gặp phải nguy hiểm. Các bậc cầu thang nhỏ và dốc, độ cao giữa các bậc thang cũng không đều nhau. Bên cạnh bồn tắm có thể gắng gượng để được máy giặt. Trong không gian có độ ẩm cao như vậy, tăng thêm nguy hiểm khi bị dò điện. Để hai đứa con có thể thoải mái an toàn vui chơi, khỏe mạnh trưởng thành, gia đình Tanaka chuẩn bị 9 triệu yên dùng để cải tạo. Bắt đầu cải tạo, Takahashi khi đang giúp đỡ dọn dẹp nhà kho, dọn ra vài chiếc lò lửa cũ. 30 năm trước khi nơi này là một nhà trọ, đã dùng nó để sưởi ấm cho khách vào mùa đông. Nhà thiết kế thậm chí còn lôi ra được cửa của phòng tắm năm đó. Có lẽ ông có ý tưởng nào đó. Căn phòng dần được dọn dẹp sạch sẽ, chào đón một vận mệnh mới chuẩn bị đến. Căn phòng bị phá bỏ, tất cả các bức tường của nhà trọ trước đây đều bị đập đổ, trần nhà cùng bị gỡ hết xuống, khiến cho người ta thấy vô cùng thoải mái. Nhà tắm ở dưới tầng hầm đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Không lâu sau, căn nhà của Tanaka đã thay đổi hoàn toàn, mà số lượng các cây cột khiến người ta kinh ngạc. Nhà thiết kế đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý nó. Tiếp theo, một cây gỗ to dài và dày được vận chuyển đến nơi, được cố định nâng đỡ nền của tầng 2. Những cây cột dư thừa được gỡ bỏ từng cái một. Như vậy, gia đình Tanaka 60 năm nay, những cây cột đã cống hiến rất nhiều, cuối cùng cũng chút bỏ gánh nặng, cũng khiến cho gia đình Tanaka có không gian sinh hoạt thoải mái hơn. Sau đó nhà thiết kế đến, lầu 2 chưa hề được thay đổi thiết kế. Ông chỉ thị cho những người xây dựng gỡ toàn bộ bỏ nền nhà phía trên phòng tắm dưới tầng hầm, sau đó cũng gỡ bỏ nóc nhà tương ứng với nó. Bức tường cũ kỹ ở bên cạnh cũng không thể thoát được, tường bê tông bao quanh nhà tắm cùng được đập bỏ hết. Cứ như vậy, nhà tắm vốn lạnh lẽo nguy hiểm, với một phần phòng của tầng 2 cùng với nóc căn phòng toàn bộ đều biến mất, giống như chiếc bánh kem bị ăn vụng mất một miếng. Tiếp theo lại bắt đầu lắp đặt tường bên ngoài. Như vậy, không gian thông thoáng từ trên xuống dưới này trở thành một phần bên ngoài căn nhà. Vậy không gian này sẽ được dùng để làm gì? Nhà thiết kế tìm đến, mới đầu tìm được ở trong nhà Tanaka những cái lò lửa, đem chúng đặt ở khu đất trống, sau đó lại đem đến một cái khung không gì hình trăng lưỡi liềm. Dần dần, một mảnh vườn vô cùng nhàn nhã ấm cúng dần dần được lộ ra. Bồn tắm hình chữ, dòng nước nhẹ nhàng như đang kể về những câu chuyện ngày xưa. Bồn nước hình mặt trăng vào ban đêm phát ra ánh sáng rực rỡ mơ hồ. Nhà thiết kế ở trên lầu thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của chính mình, đột nhiên mở khóa lan can ở trước mặt, dần dần đặt xuống và mở ra, trở thành một ban công rộng rãi. Khi nào thời tiết đẹp, nơi này có thể trở thành nơi vui chơi của các con. Một ngày nào đó, tác phẩm chế tác đặc biệt của nhà thiết kế được vận chuyển đến nơi, được lắp đặt vào chỗ trống trong tường. Cái này được đặt vào trong tường, dùng những tấm gỗ ban đầu được gỡ ra từ nhà Tanaka, tạo thành một vật thể kỳ lạ. Thực tế nó là một cái bàn. Nhà thiết kế đã đặc biệt thiết kế ra nó, có thể tận dụng được những đồ ăn trong nhà, cất đồ dùng để nấu ăn. Như vậy, căn nhà của Tanaka đã được cải tạo xong. Nhà cũ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nhà trọ cũ, bây giờ trở thành căn nhà có phong cách hiện đại,
hàng rào bằng gỗ ở bên ngoài, cùng với tường trắng trở thành sự tương phản đối lập rõ ràng, thu hút những hành khách trước đây. Hiên và lối vào được lót những tấm ngói rất chững chạc. Một bên được thiết kế tủ đựng giày cao chạm nóc. Nhà trọ cũ trước đây còn để lại một vài những vách ngăn, khiến không gian từ hành lang đến nhà bếp vô cùng chật chội. Sau này ánh sáng ấm áp chiếu vào một bên của căn phòng rộng rãi. Từ hành lang đi vào trong nhà, chất liệu của nền là sự kiên trì của nhà thiết kế. Những tấm ván ép với các khe hở giữa các tấm rất nhỏ, khiến không gian càng có cảm giác rộng rãi hơn. Không gian hai phía trên và dưới của cửa sổ cũng được sử dụng hết, không chỉ dùng làm ghế dài mà còn được thiết kế làm tủ chứa đồ. Bàn ăn ở một bên lấy ra dùng và cất vào rất tiện lợi. Đối diện là bức tường màu đen, ẩn giấu một tấm tatami. Phối hợp với mùa cùng với phương thức sinh hoạt, sẽ có nhiều cách để sử dụng. Vách ngăn phức tạp trước đây khiến cho căn phòng bên cạnh lối đi bị bỏ trống, bây giờ trở thành căn nhà bếp. Từ nhà bếp, vợ của Tanaka có thể trông coi hai đứa con nghịch ngợm. Sau cách cửa kính phía sau bồn rửa là nơi cất chứa những dụng cụ làm bếp của gia đình, gọn gàng nhẹ nhàng. Trước đây hai đứa con vui chơi ở đây. Ở căn phòng có cửa sổ nguy hiểm, bây giờ có thêm một cái cầu thang đi lên lầu 2. Nhà tắm và nhà vệ sinh cũng được thiết kế lại. Căn phòng có đủ không gian rộng rãi. Vấn đề an toàn trước đây đã được xử lý hết toàn bộ. Giá gỗ phía sau tấm kính là dùng lan can. Ở lối vào nhà tắm của nhà tắm cũ, bên cạnh bồn rửa mặt, nhà thiết kế đã đặc biệt thiết kế cho vợ Tanaka một nơi đặc biệt để đồ trang điểm, vừa thực dụng lại chu đáo. Phòng tắm được mong đợi nhất, trở nên ấm áp và rộng rãi hơn, cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa. Công việc cải tạo nhà của Tanaka đã thuận lợi hoàn thành.